đứng nói chuyện đây ạ. Đây em có thấy anh đâu mà có thấy gì đâu. Đang quay. Đây là cái hòn đỉnh Hương này trước mặt mình đấy, chốc nữa vào đấy mới đẹp đẹp rồi. Bây giờ chưa đẹp đâu. Đây là cái hang của con chó với con mèo nhá. Đấy, hang chó hang mèo đấy. Đây con chó này, đấy còn lại một cái tay này. Đấy cái mồm đấy, cái mồm mà nó đấy. Đây cái mồm mà nó đang quay vào đây. Đấy. Sao chó chưa? Có cái hang đẹp hết. Đấy. Đây. Vào đây là mất mạng rồi. Đây con chó đi nhá. Cái cảnh này là cảnh đẹp nhất của Vịnh Hạ Long đấy. Đứng trong bảy kỳ quan đấy. Coi còn cái đằng sau kia là cái dãy núi Vũ Đình Hương ạ. Trong đề ông thường người ta kêu bằng cái hòn Như Hương ấy anh. Kia là con mèo này. Đấy con mèo đấy, con mèo con này chỉ có túi hả? Ờ hả? Đây kìa anh à. Đỉnh chốc rồi. À vậy. Đấy nó nằm tít mày cho nên. Nó đánh chó xong nó chạy á. Đấy nó cắn nó cắn cái túi rồi. Còn con mèo xong nó mới chạy đấy nó ngồi một mình. Nó ngồi. Mèo đấy. Ngồi dưới. Nghe con chó. Đây là cổng trời, đây là mèo. Mèo sợ. Đánh tại sao nó chạy ông ơi? Nó cắn một cái tay xong nó chặn đấy. Đấy nhà mình trước mặt mình còn đây là trước mặt mình đây là hòn đỉnh Hương ạ. Trong cái tờ tiền Kunime 200 nghìn của mình ấy thì các anh các chị mình nếu mà có cái tờ 200 Kunime thì mình lôi ra mình so sánh ạ. Đấy. Đúng rồi. Đấy cái hòn nhỏ nhỏ đấy nhà mình, cái cảnh này cảnh đẹp nhất này, nhà mình có ai chụp ảnh thì tranh thủ chụp ảnh đi anh. Anh buồn mình anh chụp cái hòn đỉnh Hương đi trong cái tờ tiền đi. Đang quay phim. Ôi đưa chị cầm đỡ cho, chị cầm đỡ đi cho anh ấy chụp cái hòn đỉnh Hương. Cầm tờ 200 nghìn cả. Này này đứng xong bên này quay này. Đấy. Quay cho luôn. Bấm nhận rồi. Bây giờ anh bỏ cái chân này đi. Đây bây giờ anh bỏ cái chân. Chết này mẹ à, chia sẻ lên nhóm không? Có chia sẻ lên nhóm không? Chia sẻ nhá. Nào anh chị vào máy. Tôi chia sẻ hình hết luôn nè cho ông biết. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3. Rồi, tiếp tục nó đi. Chia sẻ là nhớ rồi đó.